Photogo.com xin giới thiệu các bạn bình ắc quy PCX Lô 3. Để sau đây tiếp bình các bạn xem nha. Chị thật đây toàn tem. Từ hôm đó đến giờ cứ ôm nhau mà khóc, chả thích làm ăn gì nữa cả. Hồng Long nước mắt thành thật bảo ông trưởng: anh Toản không những là người yêu của con mà anh ấy còn là thầy con.